Ngọc Lan tái hôn lần hai với Thanh Duy, bí mật tổ chức đám cưới sau hai lần. Thiếu gia Thanh Duy gây ngạc nhiên lẫn tò mò khán giả khi khoe ảnh và bà xã Ngọc Lan trong trang phục cưới rực rỡ trên sân khấu. Là phụ nữ, ai cũng mong được hạnh phúc lâu dài, sinh con ai cũng sợ mình xấu đi, về chung một nhà lại lo nhiều nỗi lo. Có con lại càng bận rộn hơn, tới giờ chúng tôi vẫn nợ gia đình, bạn bè, đồng người một cái đám cưới. Hôm nay khi đứng trên sân khấu, cô ấy nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Tôi biết và nợ em, yêu thương khi còn nhiều cái chưa trọn vẹn. Hãy cứ nắm chặt tay, cùng bước đi nhé. Thiếu gia Thanh Duy xúc động chia sẻ, tuy nhiên thông qua vài hình ảnh khác, khán giả nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một cảnh trong bộ phim sitcom đang tham gia. Tuy nhiên, nhìn gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc của cả hai khiến khán giả cũng mong cặp đôi sẽ sớm trở thành một đám cưới sau 2 năm ăn hỏi. Thiếu gia chia sẻ về mối duyên lành khiến cả hai xích lại gần nhau hơn sau nhiều năm chỉ là bạn. Hiện tại, chúng tôi đều vướng lịch quay nên bận rộn, tuy nhiên sắp tới đây, tôi sẽ theo đoàn kịch sang Mỹ để biểu diễn phục vụ kiều bào. Chúng tôi tranh thủ chuyến đi này đi chơi cùng nhau vì thời gian ít được nghỉ ngơi. Trong cuộc sống, Ngọc Lan là một người ngay thẳng, bộc trực, sẽ bộc lộ cảm xúc. Ngược lại, tôi là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nên thường nhìn thấy vấn đề một cách sâu và rộng hơn. Tôi thường cho Lan và những lời khuyên khi cô ấy cần, dần dần hai đứa xích lại gần nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra rất chậm, đến một ngày cô ấy mới giật mình tự hỏi. Sau cái này, anh dành tình cảm cho mình nhiều vậy ta, lúc đầu chúng tôi mới chính thức đến với nhau. Không hẳn vì tôi tự ti chuyện không có xe xịn đưa Ngọc Lan đi mọi người nói. Đối với tôi, chiếc xe mới hay cũ không nói lên được cái gì cả. Diễn viên nào mới vào nghề hoặc dân tình mới lên Sài Gòn như tôi cũng chẳng chịu nhiều vất vả. Trước khi có được chuyện như ngày hôm nay, còn việc tôi và Lan bây giờ mới đến với nhau là do cái duyên. Khi hai người có duyên nợ thì tự nhiên đến một thời điểm sẽ thấy một cuộc sống không thể thiếu nhau được. Là biết mình đã thuộc về nhau, nhiều người lại không được ôm trời thử thách, trải qua nhiều sóng gió mới tìm thấy nhau, chắc chúng tôi thuộc dạng thứ hai. Tôi yêu nhau, bao lâu không quan trọng, bằng việc chúng tôi đã chín mươi cảm xúc và tự tin tiến đến hôn nhân, giả sử đã yêu nhau được từ năm trước, chắc chắn chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn và trọn vẹn như bây giờ. Những đổ vỡ của Ngọc Lan một phần vì cô ấy nhạy cảm trong tình yêu. Ngọc Lan đa sầu đa cảm hơn nhiều người phụ nữ tôi thường gặp. Cô ấy trưởng thành và hành động theo bản năng. Tôi không giúp được gì nhiều vì không thể quan triệt sâu vào chuyện cá nhân của người ta. Sau khi lắng nghe cô ấy chia sẻ, tôi chỉ góp ý để cô ấy tỉnh táo và nhìn mọi việc một góc độ khách quan. Biết đâu là hạnh phúc thực sự của mình. Thấy Lan đau khổ, những đổ vỡ, tôi lại cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn. Rất mừng là Ngọc Lan tiếp nhận ý kiến của mình và ngày càng chín chắn hơn trong suy nghĩ. Hy vọng sau này sống chung, cô ấy sẽ trưởng thành hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.